Chào các bác nhá. Đây là cái mẫu loa bẫy chim, loa mồi chim hàng cao cấp Q92, Dyny Q92 nhá. Và Dyny Q93. Q92 93 nhá các bác nhá. Hai dòng này là hai dòng loa mồi chim cao cấp nhất trên thị trường hiện nay. Tay điều khiển của nó như thế này. Cái loại này thì rất là bền, tay điều khiển nó ít hỏng, ít trục trặc. Nhưng mà có một số các bác là đi chơi nhiều khi sơ ý, đi săn bẫy sơ ý là có vô tình làm rơi mất, thì muốn có nhu cầu là mua cái tay điều khiển nẻ nhá. Nhưng mà thời gian vừa qua là shop vẫn chưa nhập được cái hàng tay điều khiển nẻ, thì hôm nay mới nhập được lô hàng mới tay điều khiển của Q92 nhá. Tay điều khiển của Q92 và Q93 giới thiệu cho các bác để các bác cập nhật được thông tin để các bác đặt hàng nhá. Đây, tay điều khiển của Q92 và Q93. Thì đây tôi giới thiệu sơ về cái tay điều khiển này cho các bác nắm được nhá. Giới thiệu sơ lại cho các bác nắm được này. Tay điều khiển này là loại cao cấp, nó dùng pin sạc nhá. Nó dùng pin sạc, pin ở phía sau này này các bác này. Các bác lại lắp vào ra. Pin của nó là pin sạc bẹt như thế này này. Pin này là pin của điện thoại Nokia cổ ngày xưa các bác nhá. Với điện lượng cái điện tích của nó là 4,7V đấy. Hoặc là 3,7V tùy, đều dùng được cả nhá. Điện sạc nó là 5V. Đây các bác lắp vào đây. Đấy. Thì cái tay điều khiển này khi các bác dùng đây là các bác bật lên mới là mở nhá. Con lưu ý này. Bật lên mới là mở. Thì khi các bác mở như vậy là các bác bấm này. Đấy, trên này nó hiện đèn tín hiệu xanh là mở nhá. Thế các bác gạt xuống này nó tắt nguồn. Đấy. Và cái này khi sạc cho tay điều khiển này ấy, thì các bác ở trong bộ loa này, trong bộ loa này người ta sẽ cho mình cái dây cáp để các bác lấy cái dây cáp đấy các bác sạc cho cái tay điều khiển nhá. Đây. Cho dây cáp như này. Thì các bác lấy chiều bẹt các bác cắm vào sườn này là DC 5V này. Đấy, cắm vào sườn này. Và cái chiều USB này thì các bác sẽ cắm vào cục sạc dự phòng của điện thoại hoặc là cục sạc của điện thoại luôn, cái cục sạc vào nguồn sạc 5V ấy. Để khi các bác sạc thì đèn này nó hiện lên đèn đỏ nhá. Đây tôi cắm thử cho các bác xem luôn. Tôi cắm vào sạc dự phòng đây này nhá, cắm vào sạc dự phòng của điện thoại này. Đấy. Đấy. Khi cắm vào ấy thì nó sẽ lên đèn đỏ. Khi nào mà nó đầy ấy, thì đèn đỏ này nó sẽ tắt đi. Nó biểu thị cho là cái điện pin ở trong tay điều khiển nó đầy nhá. Các bác lưu ý nhá. Cái này là nó dùng pin sạc pin của điện thoại, thì cái pin này là rất là phổ thông. Các bác rất dễ là mua, rất dễ mua nhá. Mua tiệm điện thoại nào cũng có. Tùy theo cái mức giá và các bác mua, tùy theo cái chất lượng của quả pin nhá. Có quả pin 20.000, có quả pin 40.000, có quả pin 70.000, có quả pin tới hơn 100. Thì các bác thích loại nào thì các bác mua loại đấy. Chứ còn khi mà shop bán hàng bán cái tay điều khiển nẻ này, các bác lưu ý nhá. Tay điều khiển nẻ này là sẽ không có pin nhá các bác nhá. Tay điều khiển nẻ sẽ không có pin. Đấy, các bác lưu ý kỹ như vậy đấy. Tại vì đầu tiên này, shop nhập về là kho cũng không cấp cho mình pin. Kho chỉ cấp cho mình cái tay điều khiển không như này thôi nhá. Đấy, không có cái nào có pin hết. Cái pin này về các bác phải tự dùng. Tốt, loại bao nhiêu tiền tùy các bác lựa chọn ở cửa hàng điện thoại nhá. Hoặc là các bác dùng lại cái pin cũ của các bác. Đấy. Cái tay điều khiển mới mà shop bán lẻ là sẽ không kèm theo pin. Thôi các bác nào có nhu cầu lên thêm pin thì sẽ phải tính thêm tiền nhá. Tính thêm tiền. Cái tay điều khiển này là cái hàng này là hàng của Dyny Q92 và Q93 đây. Tay điều khiển này là cực nhạy và nó độ ổn định nó cao. Nó không có bị hay nói gì anh em hay bị mất thôi. Thế tiện đây thì tôi cũng chỉ thêm các nút trên tay điều khiển cho các bác nắm được, tại vì đây là toàn bộ là tiếng Trung thôi. Nó không có tiếng Anh, không có tiếng Việt để cho các bác nắm được cơ bản nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 là các số để các bác chọn bài. Cái hàng ngang này tôi tính theo hàng ngang với số 0 này. Hàng ngang với số 0 nhá. Cái nút nút bên dưới số 7 này là nút chế độ im lặng này. Chế độ im lặng các bác nhá. Đấy. Nút dưới số 9 là nút báo ở trong thẻ nhớ có bao nhiêu bài. Thì các bác bấm vào đây là trên loa hiện lên cái số là biết là cái số đấy chính là số file trong thẻ nhớ hoặc trong USB nhá. Cái nút tiếp theo hàng ngang mà ngang mới lại nút có dấu cộng này. Cái dấu cộng này các bác dễ phát hiện nhất nhá. Cái dấu cộng này chính là tăng âm lượng này, tăng âm lượng này nhá các bác nhá. Cái dấu trừ ở dưới này là giảm âm lượng. Các bác cứ nhìn đấy, có dấu trừ là tăng là giảm âm lượng, dấu cộng là tăng âm lượng. Thì đồng thời cái nút nằm giữa hàng giữa luôn của dấu trừ và dấu cộng này thì sẽ là cái nút play stop nhá. Play stop các bác ấn vào đây nó tạm dừng hoặc là nó chạy. Đấy, nó gọi là play stop. Thế còn cái nút bên tay phải của nút play này thì sẽ là nút next bài tới nha các bác nhá, next bài tới. Cái bên tay trái của nút play này sẽ là nút next bài nuôi các bác nhá.
Rồi giờ mình tính cái hàng hàng mà hàng ngang mà có dấu cộng này, hàng ngang mà cùng với hàng có nút dấu cộng nhá. Nút bên tay trái này. À nút bên tay phải, tôi xin lỗi, nút bên tay phải luôn này. Thì sẽ là nút ghi âm nhá. Là nút ghi âm, khi các bác bấm vào đây thì loa nó sẽ chuyển sang chế độ ghi âm. Và cái nút bên tay trái của các bác này thì gọi là nút chuyển đổi tần số âm thanh của loa, phát ở chế độ như là phát ở chế độ nhạc ra hay là nhạc rock, nhạc classic, thì tùy ở cái chế độ nào đấy nhá, nó có cái thay đổi chỗ này. Ở cái nút này nhá. Còn hàng dưới cùng. Thì hàng dưới cùng mà cùng dấu trừ này. Bên tay trái này thì sẽ là cái nút chuyển đổi chế độ phát. Thì các bác bấm đây sẽ chuyển từ thẻ nhớ sang USB hoặc là sang FM, gọi là chuyển đổi chế độ phát nhá các bác nhá. Thế còn nút bên tay phải thì là nút gọi là các bác điều chỉnh chế độ vớt bài. Điều chỉnh chế độ vớt bài nhá. Cái loa này là loa mặc định nó vớt một bài. Thì khi các bác bật lên, các bác bấm vào nút này ấy, thì trên loa hiện lên chữ A tiếng Anh ấy, O tiếng Anh ấy, A với hai chữ N cao ấy, thì nó là lặp lại tất cả các bài. Có nghĩa là hết bài 1 nó sẽ tự vớt sang bài 2. Thế các bác bấm một lần nữa thì trên màn hình của loa nó hiện lên chữ 1. Thì lúc đấy là loa nó chỉ vớt một bài thôi nhá. Vớt một bài duy nhất, hết lại quay lại. Thế đây là cơ bản những cái nút trên đây điều khiển để các bác nắm sơ được. Và qua cái chủ đề chính của video hôm nay là thông báo cho các bác là đã có cái hàng tay điều khiển của Q92 về cung cấp cho các bác để thay thế trong những trường hợp hư hỏng mất mát nhé. Các bác xem được cái clip này thì vui lòng chia sẻ rộng rãi giúp shop, để cho các anh em nào mà có bị mất tay điều khiển thì cập nhật được thông tin để mua tay điều khiển mới và tiếp tục dùng nhé. Các bác theo dõi kênh YouTube của shop, vui lòng bấm nút đăng ký ủng hộ kênh và bấm cái chuông thông báo bên cạnh, thì các bác sẽ nhận được những cái video mới nhất mà shop đăng tải giới thiệu cho các bác về những cái sản phẩm mới, chia sẻ những cái kiến thức kinh nghiệm về loa điều khiển từ xa và nhiều cái sản phẩm khác. Shop xin chân thành cảm ơn các bác đã ủng hộ trong thời gian qua. Shop luôn luôn là bán hàng uy tín chất lượng, ship hàng COD đi toàn quốc. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền trực tiếp với người giao hàng, không phải đặt cọc nhé. Anh em giao lưu vô tư. Các bác có nhu cầu thì cứ vui lòng liên hệ với lại cái số điện thoại mà tôi để dưới video ấy, dưới tiêu đề ấy, hoặc số điện thoại trên màn hình, các bác liên hệ trực tiếp nhé. Rồi xin chân thành cảm ơn, hẹn gặp lại các bác trong những video sau. Tay điều khiển Q92 đã có bán lẻ, đương nhiên là có tay điều khiển thì sẽ có loa.